Bertolis and Trautmann. On occasions of the anniversaries of Reunion Day and International Workers' Day, and on behalf of HF, Captain Marco Mario Rasa, First Officer Vivian, Officer Tully, and all crew members, we would like to wish you a joyful day.
Đèn hiệu cài dây an toàn vừa tắt, nhưng nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi, quý khách vui lòng vẫn cài dây an toàn trong suốt chuyến bay, phòng khi máy bay bay vào khu vực thời tiết nhiễu động. Đây là chuyến bay không hút thuốc, tất cả các khu vực đều có gắn thiết bị báo khói, bao gồm cả trong phòng vệ sinh. Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign has been turned off. For your safety, please keep your seatbelt fastened as you may experience absolute blackout. Ngoài ra, quý khách mua một bộ đồ thiết kế trẻ em sẽ được tặng ngay một con đi biển bé gái. Quý khách vui lòng tham khảo thực đơn hoặc liên hệ tiếp viên để biết thêm thông tin chi tiết. Sau đây, chúng tôi sẽ phục vụ các mặt hàng trên chuyến bay như món ăn, thức uống và quà lưu niệm. Quý khách vui lòng tham khảo thực đơn được đặt trong cửa ghế phía trước. Nếu có nhu cầu, quý khách vui lòng bấm nút gọi tiếp viên để được phục vụ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, VietJet has launched a promotion program, Birthday of the Sky, Let's VietJet.